Con chuối này đem tặng cho mấy anh chị đem về ăn làm quà. Lấy giùm ăn. Đâu, cái mít sắp chín này đi vậy hai? Thử thơm. Ê, con cao con thử thử thơm. Em thấy cái mít này được nè. Ha. Thơm không? Thơm rồi, chín rồi. Ừ. Rồi, chặt luôn đi. Rồi, chặt cho... vậy. Ui, để em chặt. Ơi, cái gì mà nặng lắm á. 10 đếp. Nè. Trời ơi, cái trái mới nãy mà mình hái á cả nhà là mười mấy ký. Cái này chắc cả 6 ký. Còn cái trái này trái nhỏ. Trái này không đi. Ở trời lên xe cái này ăn liền. Hả? Trái này mình gọt ăn là trái này để lên xe. Rồi, vậy để cho ba ba trái đúng không? Cho ba trái. Cái đó chín mà. Trái này chín để vài bữa cho người ta ăn. Trái này có non không? Không non đâu. Rồi chặt luôn ha. Ở mắt hết trơn nè. Cưng dịnh đi chị dịnh không nổi. Kìa đưa cho xin buồn chuối. Đây buồn chuối đem cầm đi chồng. Bổ nè. Rồi. Nhưng mà chị không nặng lắm. Đó nữa. Ủa, trời ơi. Nặng. Đi thôi. Đi. Rồi chị hai cầm buồn chuối. Let's go. Let's go. Ê, cái này tưởng tượng nhét vô cái khúc mà bê chát qua nhà gái nè. Ừ. Này cái này bê chát đi qua hỏi cưới thông báo nha cả nhà. 10 giây quảng cáo nha. À, cô chú anh chị em nào hiện tại đang bị thừa cân nè, đang bị béo bụng nè, muốn giảm cân giảm ở bụng nhớ liên hệ tới em Thương nha. Trời ơi chị khách đây nè, cả nhà sử dụng 2 hộp cà phê nấm men thôi giảm 6 kg, giảm luôn cả mỡ bụng luôn, quá đỉnh ha. Ai mà muốn giảm cân nhớ liên hệ số điện thoại 0345335579, kết bạn Zalo với em Thương nha. Cái này để ngày mai lại thúi luôn, không được, không trở về được. Cái này phải ăn này luôn. Vui cái tính cả. Ồ, chính này kìa. Ở đây nè. Ê, để gần đen thôi. Thơm quá, thơm này đó. Người ta định vào buồng chuối không bảy kêu dằn bụng luôn. Trời ơi trời. Sao cũng dằn. Nó cái gì chụp được cái chuối chung không chụp rồi thì ông phải nói không phải hàng. Chỉ có nghe nó nói là người ta đang nhủi, đang tin nó điện cho dằn bụng. Rồi lại mời cả nhà ăn đi. Té té hàng mà sao chú cái này lặng nhắc cái quê à. Chú mình sẽ vàng dữ vậy hả, vàng tươi luôn. Chín cây á. Mình diễn ra mình nói. Đó là cái này. Rồi cả nhà ăn thử rồi coi thấy ok không? Hai hoài lặng. Nằm trước cửa nhà đó. Quán thịt kia. Không không ăn ngon. Không ăn ngon. Chắc chắn. Hai quà đó không phải một quà đâu. À, ăn thử cái ngon không chị? Ừ, để chị lấy cho. Chỗ này lạc một cái lời thôi khỏi luôn. Ăn mắt kiến nữa là giống y như. Giống y sao? Giống như mấy cái hình mà anh ta bệnh lịch. Sao sao? Anh có test này trước chưa? Chụp hình xong nữa. Test đi. Test này đi rồi chụp hình nè. Không, mày đưa cho anh cầm luôn. Tay cầm miếng mít, tay cầm bánh chuối. Cầm không nổi. Cầm quầy trước đi. Chừng rồi mới có đường. Ngọt không chị? Đây, 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 chưa ăn nữa rồi hỏi ngọt không? Nãy thấy chị ăn rồi. Trời sao biết đó? Sao kìa? Lui ra nè. Bít nhỏ đi. Không cho anh chết. Không có miệng nó kìa. Thôi, cầm đây. Cái miếng mít không được, xếp lên cả luôn. Quay bằng gòm á. Đây, cười lên. Hai, ba. Đẹp ghê. Chụp đó. Coi đẹp chưa, biết đôi chụp lại.
hết sức rồi chụp lại gì dèo rồi cứ giờ sao cứ nổi chụp bị chuối lại đó hết sức rồi không chụp ở đâu mà đẹp ơi đẹp rồi được rồi chụp cây chuối dở ra đó chụp cái chai bưởi đó dở lắm nó đưa lên đầu luôn á chụp anh luôn á hả chưa chụp anh mà chưa chụp em mà chụp lại đi có thấy thượng gồm không à? Thấy thượng gồm, ơi chú cũng bằng hiện đâu mà đâu có chụp đâu. Trời dính đùm lum hết trơn à. Chụp lại đi anh ơi. Nó dưới tí cái đem qua xe rồi chụp lại. Hả? Ông đổ mồ hôi luôn rồi chưa chụp biết không? Tôi không mồ hôi đâu. Thấy bằng hiện trường thượng gồm đấy nó bằng hiện đó. Nó rất đó. Lấy miếng dầu á. Tết miếng này, tết miếng này tí chụp